Thưa quý vị, đột quỵ là biến chứng sức khỏe nguy hiểm và ai trong chúng ta cũng có thể bị mắc phải. Người bị bệnh sẽ dễ dàng bị cướp đi tính mạng nếu không được xử lý một cách kịp thời. Với những người ở độ tuổi trung niên, cao tuổi, những người bị bệnh mãn tính hay là bệnh tim mạch thì đây là nhóm đối tượng có nguy cơ cao. Nhưng mà tuy nhiên ngày nay thì nhóm đối tượng trẻ cũng gặp phải bệnh đột quỵ. Vậy nguyên nhân là đâu và làm thế nào để chúng ta có thể phòng chống được bệnh đột quỵ? Xin được giới thiệu khách mời hôm nay của chúng tôi, bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Thị Ngọc Quyên đến từ Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Chào MC Hải Triều, chào quý khán giả của chương trình. Có lẽ là cái thuật ngữ về đột quỵ nó quá quen thuộc với tất cả quý vị khán giả khi mà theo dõi qua màn ảnh nhỏ. Vậy thì chúng ta đi từ khái niệm trước là đột quỵ não là gì ạ? Ngày xưa cứ nghe tới đột quỵ thì người dân tự mặc định hiểu là một là chết, hai là tàn phế. Nhưng cùng với sự tiến bộ của những kỹ thuật điều trị hiện nay thì nếu phát hiện điều trị đột quỵ kịp thời thì cái cơ hội mà người bệnh có thể phục hồi hoàn toàn là hoàn toàn có thể. Và ở Việt Nam hiện nay kỹ thuật đó chúng ta đã theo kịp với thế giới. Do đó cái khái niệm về đột quỵ thì mình hiểu rõ, hiểu vấn đề thì mình sẽ không có những cái bối rối trong cái sơ cứu ban đầu. Người dân thường nói đột quỵ thì hiểu chung luôn là đột quỵ não và đột quỵ tim hay là nhồi máu cơ tim. Thì hai khái niệm này thì nó khá là nhập nhằng. Đặc biệt là khi một người đột ngột tử vong thì họ dùng từ là đột quỵ. Trong khi đó thì có rất là nhiều nguyên nhân. Theo định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới thì đột quỵ là một hội chứng lâm sàng, trong đó người bệnh đột ngột tử vong hoặc là đột ngột xuất hiện những cái triệu chứng mà do tổn thương của não bộ mà nguyên nhân là vấn đề trục trặc ở bệnh lý mạch máu não gây ra. Và biểu hiện bên ngoài mà thường gặp nhất là người bệnh sẽ liệt nửa người, mất ngôn ngữ, không nói chuyện được, thậm chí có người thì liệt tứ chi. Và cái nhiệm vụ của người bác sĩ khi nhận một bệnh nhân đột ngột có cái hội chứng lâm sàng đó thì phải bật ra là có phải đột quỵ hay không. Và cái người bác sĩ đó là sẽ phải loại trừ những nguyên nhân chấn thương. Tại vì nếu là chấn thương thì nó không phải là bệnh lý đột quỵ. Đột quỵ là từ chung thôi, là hội chứng lâm sàng chung thôi. Trong đột quỵ thì có hai phân nhóm chính là đột quỵ nhồi máu não hay đột quỵ thiếu máu não. Và trường hợp còn lại là đột quỵ xuất huyết não. Trong đột quỵ nhồi máu não hay là đột quỵ thiếu máu não thì mạch máu não đột ngột bị tắc nghẽn vì một nguyên nhân nào đó, có thể là cục máu đông ở dưới bong chảy lên trên gây tắc, hoặc là do mạch máu nó hẹp sẵn và cục máu đông mới hình thành nó gây tắc. Thì cái mạch máu não cái vị trí đó đột ngột tắc thì cái lượng dưỡng chất mà mạch máu mang đến cung cấp cho cái phần tế bào não khu vực mạch máu đó đảm trách thì đột ngột bị gián đoạn đi. Thì những tế bào não đó sẽ bị đói và thời gian mà dài hơn, khả năng chịu đựng thì những tế bào não sẽ hoại tử. Thì biểu hiện ra bên ngoài thì cái phần chức năng trên cơ thể của mình do cái phần não đã đảm trách thì sẽ bị mất. Và người bệnh sẽ bị yếu liệt, méo miệng, nói khó hoặc mất ngôn ngữ. Thậm chí là nếu cái phần đó mà quan trọng lớn thì có thể sẽ liệt tứ chi, thậm chí là mất mạng. Nếu như cái vùng não đó chi phối trung tâm hô hấp tuần hoàn thì không có thở được, không nhịp tim, không đập được nữa. Loại đột quỵ thứ hai là đột quỵ xuất huyết. Nó khác với lại trường hợp đầu tiên là mạch máu bị tắc. Thì trường hợp này mạch máu không bị tắc mà mạch máu vỡ. Bình thường thì máu lưu hành ở trong mạch máu và được cung cấp với những cái phần mà nó làm nhiệm vụ nuôi dưỡng thôi. Còn đợt này thì cái đột quỵ xuất huyết não, mạch máu vỡ ra và máu đột ngột thoát ra khỏi mạch. Và nó tạo một khối máu tụ, nó chèn ép cái phần não xung quanh và chèn ép luôn những mạch máu xung quanh. Và những tế bào não đó cũng sẽ bị đói do cái lượng máu tới không nuôi được, hoặc là do cái lượng mà khối lớn nó chèn ép làm tế bào não nó không hấp thu dưỡng chất được, và tế bào não sẽ bị đói và sẽ hoại tử và mất chức năng. Biểu hiện ra bên ngoài cũng giống y chang đột quỵ nhồi máu não. Dạ, rõ ràng là cái thuật ngữ về đột quỵ thì tất cả quý vị khán giả cũng rất là quen thuộc rồi. Nhưng mà đánh giá về thực trạng ở Việt Nam và thế giới những năm gần đây như thế nào về căn bệnh đột quỵ này ạ? Thống kê cho thấy thì cái tỷ lệ mà đột quỵ mới mắc hiện mắc cũng như tỷ lệ tử vong liên quan tới đột quỵ trong 20 năm gần đây thì con số liệu nó tăng lên. Có nhiều nguyên nhân lý giải. Về mặt tích cực thì đó là những cái tiến bộ của chẩn đoán hình ảnh. Trước đây thì nếu như đột quỵ đột ngột mà liệt nửa người thì không có hình ảnh học, không có CT scan hay là MRI. Hiện tại chỉ biết là bệnh nhân bị đột quỵ thôi. Không có biết là có phải thực sự đúng là đột quỵ hay không, mà đột quỵ loại gì. Cái thứ hai là người dân bắt đầu trình độ nhận thức cao, có trục trặc sức khỏe đến y tế khám. Và do đó có số liệu về đột quỵ cũng được thống kê một cách rõ ràng. Chứ nó sẽ giảm đi cái tình trạng người dân ở nhà chịu trận hoặc là tử vong không rõ căn nguyên như trong quá khứ. Số liệu thực tế thì vào năm 2019 có một cái thống kê thì ở trên toàn thế giới thì có trên 100 triệu người bị bệnh đột quỵ. Và cái số liệu tử vong á mà liên quan đột quỵ cũng trong năm 2019 luôn là tới 6,6 triệu. Trong đó thì cái tỷ lệ
đột quỵ thiếu máu não thì chiếm khoảng 85%, còn 15% là rơi vào cái nhóm đột quỵ xuất huyết não. Ngày nay thì những người trẻ họ luôn suy nghĩ rằng là tôi là người trẻ, có nhiều sức khỏe và sức đề kháng tôi cũng mạnh nữa, nên tôi không bị đột quỵ. Nhưng mà tuy nhiên với những bài báo, những sự thống kê những năm gần đây thì rõ ràng là người trẻ gặp phải những vấn đề liên quan về đột quỵ rất là nhiều. Vậy là nguyên nhân từ đâu ạ? Thống kê cho thấy thì cái dân số trẻ trong độ tuổi từ 18 cho tới 50 thì chiếm khoảng 15% của cái nhóm dân số bị đột quỵ. Có nhiều ý kiến các chuyên gia về độ tuổi nào thì được gọi là độ tuổi đột quỵ người trẻ. Nhưng mà hầu hết các chuyên gia bắt đầu người ta thống nhất cái độ tuổi được gọi là trẻ khi mà độ tuổi người bị đột quỵ là khoảng 45 tuổi. Yếu tố nguy cơ thì chia làm hai nhóm là yếu tố nguy cơ mà có thể thay đổi được và nhóm yếu tố nguy cơ không thể thay đổi được. Không thể thay đổi được thì trong đó là liên quan đến tuổi, giới tính, do gen, do di truyền. Còn lại là những yếu tố nguy cơ của đột quỵ mà có thể thay đổi được thì nó có liên quan đến lối sống nè, rồi về những cái bệnh lý nền cũng như là cái bệnh lý đi kèm của người bệnh, lối sống mà ít vận động, rồi thể trạng thì thể trạng thừa cân, béo phì, thói quen thì uống rượu nhiều, hút thuốc lá. Bên cạnh đó thì có những cái bệnh nền có rối loạn thể chất chung như là rối loạn lipid máu, tăng huyết áp, đái tháo đường, hội chứng ngưng thở khi ngủ, một số bệnh lý về tim mạch, đặc biệt là rung nhĩ, là những cái bệnh lý mà nó có yếu tố nguy cơ rõ ràng làm tăng tỷ lệ đột quỵ. Thì cái nhóm mà có thể thay đổi được, tức là điều trị thì sẽ làm giảm nguy cơ, hoặc những thói quen không tốt mình từ bỏ thì sẽ làm giảm yếu tố nguy cơ. Còn không thay đổi được là không can thiệp được. Ở nhóm người trẻ thì nó khác người lớn tuổi một chút. Nếu như người lớn tuổi thì những cái nhóm nguyên nhân mà thường gặp là liên quan bệnh lý nền như là tăng huyết áp, tiểu đường, mỡ máu v.v. thì nhóm người trẻ thì cái căn nguyên nó lại rơi vào cái nhóm mà những nguyên nhân hiếm gặp ít hơn. Theo thống kê thì những cái nhóm nguyên nhân thường gặp ở người trẻ trong đó có là bóc tách động mạch. Bóc tách động mạch tức là mạch máu lên nuôi, mạch máu đặc biệt ở vùng cổ lên cung cấp máu cho não á, thì đột ngột bị chấn thương, bị rách. Bị rách thì cái máu nó sẽ luồn vào trong cái thành của động mạch và làm hẹp cái dòng chảy, và cục máu đông ở đó nó có thể gây tắc nghẽn phía trên và làm cho đột quỵ xảy ra. Cái bóc tách động mạch thì chiếm tỷ lệ khoảng 25% của nhóm đột quỵ người trẻ thiếu máu não. Còn lại là những nhóm nguyên nhân liên quan đến tồn tại lỗ bầu dục, tức là một cái lỗ thông ở cái buồng tâm nhĩ của tim. Thường dân số chung của mình thì khoảng 25% dân số của mình có cái lỗ thông đó, lỗ thông đã tồn tại sau khi sinh. Và nhiều người sống hòa bình với nó cho tới khi đột quỵ xảy ra thì làm tầm soát mới phát hiện ra cái lỗ thông đó. Kế tiếp là những nhóm nguyên nhân liên quan tới chế độ sinh hoạt, lối sống, hút thuốc lá, rồi rối loạn lipid máu, rồi dùng chất kích thích, và những cái nhóm nguyên nhân liên quan tới tăng đông, rồi rối loạn đông máu, những bệnh lý về đông máu, những bệnh lý có tính gia đình mà trước đó thì bởi vì không có đi khám sức khỏe, không phát hiện ra, cho tới khi mà nhập viện bị đột quỵ thì bắt đầu mới tìm ra nguyên nhân. Em nghĩ rằng rõ ràng là thông qua những chương trình như thế này thì tất cả quý vị khán giả cũng có thể dễ dàng biết được nhiều hơn về những thông tin để mình có thể bảo vệ cho sức khỏe của chính bản thân của mình. Chính những biết nhiều thông tin và việc bùng nổ của Internet thì mọi người có thể dễ dàng cập nhật và theo dõi rất là nhiều những câu chuyện về sức khỏe để bảo vệ chính mình. Và họ cũng bắt đầu tăng cường cái việc là ăn uống, tập thể dục thể thao, đặc biệt là vấn đề tập thể dục thể thao. Nó không những là giữ dáng mình đẹp hơn mà họ luôn nghĩ rằng là sẽ bảo vệ được cho sức khỏe của mình, đặc biệt là chống lại đột quỵ. Nhưng mà tuy nhiên cũng sẽ có một nhóm đối tượng họ có những cái phương pháp tập sai cách. Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ những cái yếu tố hoặc là những cái cách mà họ hay sai trong việc họ tập luyện cơ thể của mình được không ạ? Bao giờ tập thể dục cũng là tốt hết. Đầu tiên nó là một cái yếu tố tích cực để bảo vệ sức khỏe, không phải chỉ vấn đề về mạch máu não mà về cả cơ thể, những cái bệnh lý khác. Tập thể dục như thế nào đúng cách để có lợi thì đó là một câu hỏi thú vị và các nhiều chuyên gia người ta cũng đã tranh luận rất là nhiều, như tập loại hình nào, cường độ ra sao, rồi tần suất như thế nào. Thì cho tới bây giờ chưa có một cái khuyến cáo nào về một cái chế độ tập lý tưởng để mà có thể tối ưu hóa cho hệ thống mạch máu não hay là tim, cũng như là những cái hệ thống sức khỏe khác của cơ thể. Tuy nhiên cái khuyến cáo chung đối với mạch máu não là tập ở mức độ đều độ, thường xuyên, với cái cường độ là nó tăng dần nhẹ từ nhẹ tới mức độ trung bình. Thì tốt nhất là một tuần thì có khoảng là 5 ngày mình sẽ tập, và mỗi ngày mình tập khoảng chừng 30 tới 45 phút là rất là đẹp. Thường người ta sẽ đề nghị là tập đi bộ nhanh. Cũng có rất là nhiều người, thậm chí là bệnh nhân đến với mình rất là đáng tiếc, thì đến bệnh viện
cấp cứu vì đột quỵ, nhưng mà vì cái lý do là tập thể dục. Trường hợp bạn nói là tập như thế nào là sai cách á, mình không nói là sai, nhưng mà có những bài tập, đặc biệt là những bài tập bạn thấy là cường độ cao, cardio như hiện giờ mọi người cũng thấy, thì có nhiều người đời sống quá bận rộn đi, cho nên là mà cũng muốn tranh thủ sống một cách lành mạnh và sẽ cố gắng tập hết sức có thể khi có thời gian. Bài tập cường độ mạnh bạn tập đột ngột thì là một cái thử thách thực sự đối với là cái hệ thống mạch máu, tim, não. Và không chỉ vậy, những cái động tác mà khó thì nó sẽ có thể gây hại cho những cái mạch máu mà lên nuôi não, đặc biệt là vùng cổ, là cái vùng mà mạch máu nó nằm nó ở ngay dưới da nè, nó ngay phía dưới, nó rất là dễ bị sang chấn, nó không giống mạch máu ở trong sọ, nó được bảo vệ trong cái hộp sọ và nó fix, nó cố định ở trong đó. Mà cái vấn đề mà liên quan đến vận động mà cường độ cao mà các chuyên gia cũng đặt ra theo câu hỏi của những cái người bệnh hoặc những người làm lâm sàng đó, đó là nếu mà tập thể dục với cường độ cao quá thì có làm vỡ mạch máu não, gây xuất huyết não hay không, thì đó thực sự là một câu hỏi và quan tâm, và cho tới bây giờ thì chắc là cần phải nghiên cứu thêm người ta mới thống kê được có đúng là máu liên quan trực tiếp hay chưa. Nhưng mà cái khả năng đó là hoàn toàn có thể có, bởi vì khi mà mình tập với cường độ cao thì huyết áp đẩy lên cao, thì một số người thì với mạch máu thực sự họ có trục trặc sẵn thì có thể cái nguy cơ xuất huyết là có thể có. Do đó nếu mình lo ngại về vấn đề đó thì tốt nhất các chuyên gia khuyến nghị nếu mình tập những cái bài tập mà có cường độ cao với cái kỳ vọng của mình thì mình có thể tập mức độ tăng dần, và nếu tập cường độ cao thì sẽ có dụng cụ theo dõi cái huyết áp của mình, cái chỉ số huyết áp là an toàn trong khi tập. Và những cái bài tập của mình thì mình nên được có sự tư vấn của các chuyên gia. Chuyên gia sức khỏe họ sẽ lượng giá cái thể trạng của mình với những cái bệnh nền của mình, và cho phép cái bài tập nào là vừa phải, đủ tốt cho mình, đốt calo được, giữ một cái cơ thể với cái chỉ số BMI tốt mà lại không có hại cho mạch máu. Dạ, chắc là mình cũng sẽ có những cái lời khuyên dành cho những người trẻ, bởi vì họ là những cái đối tượng vô cùng quan trọng trong việc lao động mà. Lời khuyên thì là những cái lời khuyên rất là đơn giản và hầu như là trong tầm tay là có thể thực hiện được, là những nhóm yếu tố nguy cơ có thể kiểm soát được, thì trong đó là bạn thấy là những cái bệnh lý như là rối loạn lipid máu, tăng huyết áp, đái tháo đường, thừa cân, hay là những cái bệnh lý về tim, thì hầu như đều có thể phát hiện được thông qua những cái xét nghiệm hay là những cái kỹ thuật thăm khám sức khỏe thông thường. Do đó mà nếu như mình quan tâm sức khỏe của mình thì mình có thể tham gia những cái kiểm tra sức khỏe định kỳ, một năm một lần hoặc 6 tháng một lần. Nhiều bạn trẻ thì bận rộn quá, thậm chí công ty có những cái chế độ khám sức khỏe thường thì các bạn cũng cảm thấy đó là một cái phiền toái. Nhưng mà bạn hãy tin đi, cái tầm soát sức khỏe đó đơn giản, một năm bạn đi làm một lần, bạn có thể mất một ngày làm việc, nhưng mà nếu phát hiện được những yếu tố nguy cơ và chữa kịp thời thì sẽ giảm đáng kể nguy cơ của đột quỵ cũng như các bệnh lý mạch máu khác. Về lối sống thì công việc bao giờ cũng bận rộn, nhưng mà cái chuyện mà tập thể thao thì nó có vẻ mệt, ra mồ hôi và mình nhiều khi mình cũng chán, nhưng mà một khi bạn đã tham gia tập, bạn sẽ thấy là không phải chỉ cho mình sức khỏe không, mà nó còn cho mình những cái chất tích cực trong não sẽ được tiết ra, làm cho mình cảm thấy thư giãn và thậm chí là tốt cho não bộ nữa. Tập thể dục cũng có làm ngăn ngừa cái nguy cơ suy giảm nhận thức. Thành ra là một cái chế độ tập thể thao mức độ vừa phải hợp với sức khỏe của mình, và quan trọng nhất là điều độ. Điều độ thì nó sẽ có lợi cho hệ thống cơ thể và cũng như là mạch máu. Nếu bạn hút thuốc lá thì bạn biết là hút thuốc lá hàng ngày, để nó hút thuốc lá là không tốt cho phổi này nọ, bạn biết ung thư răng, ung thư phổi này nọ, hại cho mẹ em bé, thì hút thuốc lá không phải chỉ vậy, hút thuốc lá còn gây những cái tổn hại thầm lặng hơn, đó làm hư mạch máu não. Hút thuốc lá làm mạch máu xơ vữa. Có những bệnh nhân trẻ vào bệnh viện mà bị đột quỵ mà chụp cái phim lên, bác sĩ cũng phải giật mình, trong cái độ tuổi quá trẻ đi, khoảng 35-40 nhưng mà mạch máu xơ vữa từ động mạch chủ lên trên, xơ vữa hẹp hết, thì những cái đó không nhìn thấy được ra bên ngoài. Thành ra là nó gây tổn hại từ 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 bên trong. Và hút thuốc lá nè, uống rượu. Và các bạn trẻ ngày nay thì cái tỷ lệ sử dụng chất kích thích cũng không ít. Chất kích thích là một trong những yếu tố nguy cơ của đột quỵ. Những cái loại thuốc như là amphetamine, cocaine thì sẽ làm cho mạch máu não co thắt và làm tăng cái nguy cơ tạo cục máu đông. Tức là sẽ tăng nguy cơ cả đột quỵ về thiếu máu, tức là tắc mạch máu, và đột quỵ xuất huyết. Thì một cái lối sống lành mạnh, giữ cho cái cân nặng mình trong cái điều kiện cho phép, và mình tham gia những hoạt động thể chất thường xuyên bên cạnh tầm soát sức khỏe, ăn uống điều độ, đó là những cái lời khuyên hết sức bình thường mà trong tầm tay.
Xin được cảm ơn bác sĩ Phạm Thị Ngọc Quyên rất là nhiều đã đến tham gia và chia sẻ những câu chuyện này. Và chắc chắn một điều rằng là tất cả quý vị khán giả khi mà theo dõi chương trình sẽ biết cách làm thế nào để bảo vệ sức khỏe của mình, cũng như hiểu đúng hơn về đột quỵ và kèm theo đó là chăm sóc sức khỏe một cách đúng cách. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình của chúng tôi cũng xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.